Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tết Thanh Minh 2018 vào ngày nào, tất tần tật những điều cần biết về lễ cúng Tết Thanh Minh không thể bỏ qua. Tết Thanh Minh 2018 là ngày rất quan trọng để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn tới ông bà, tổ tiên của mình bằng việc đi tảo mộ và thực hiện các nghi lễ thờ cúng. Kết thúc ngày Tết Nguyên đán, chúng ta lại háo hức chờ đón Tết Thanh Minh. Tuy không phải là ngày Tết lớn nhất trong năm nhưng vẫn được đông đảo người dân Việt Nam coi trọng vì đó là nét văn hóa gắn liền với đạo đức, bổn phận của con cháu khi bày tỏ lòng tưởng nhớ công lao phụ tổ của những người đi trước. Ngày Tết Thanh Minh này được coi là ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng, thể hiện sự hiếu kính với tổ tiên ông bà. Thời tiết trong thời gian này chuyển dần sang ấm, mưa nhiều hơn, cây cỏ tốt tươi trùm lên mộ, có thể làm mộ sụt nở lên cần phải cắt bỏ, đắp thêm phần đất lên mộ. Đó cũng là một phần lý do chúng ta thường cắt bỏ trên mộ và đắp đất trên mộ, tảo mộ trong ngày Tết Thanh Minh. Vậy Tết Thanh Minh 2018 vào ngày nào? Ngày Thanh Minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí tính theo lịch tiết khí. Chính vì tính theo lịch tiết khí nên Tết Thanh Minh là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 4 dương lịch cho đến hết ngày 20 hoặc 21 tháng 4 dương lịch. Thanh minh có nghĩa là minh trong là sáng. Vì vậy, Tết Thanh Minh có nghĩa là khoảng thời gian khí trời trong sáng và thanh khiết. Tết Thanh Minh đến ngay sau ngày lập xuân 45 ngày, sau ngày Đông Chí 105 ngày. Ngày đầu tiên của Tết được xem là Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh 2018 năm Mậu Tuất rơi vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch. Tết Thanh Minh năm 2018 bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 4 dương lịch, tức ngày 20 tháng 2 âm lịch thứ 5 và kết thúc vào khoảng ngày 20 tháng 4, tức ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch thứ 6. Sau tiết Cốc Vũ bắt đầu, như vậy là Tết Thanh Minh 2018 năm Mậu Tuất sẽ là ngày mùng 5 tháng 4. Các lễ trong dịp Thanh Minh gồm gia thần, gia tiên tại nhà và lễ phần long mạch đặt tại nơi phần âm mộ. Kể từ ngày Tết Thanh Minh 2018 cho đến hết Tết Thanh Minh, chúng ta phải chọn ngày cúng lễ tại hai nơi là gia đình hoặc các phần mộ. Khi đến những nơi có đặt phần mộ của gia đình mình, các gia chủ đặt lễ vào chỗ thờ chung để lễ. Nếu nơi đó không phải là nghĩa trang, không có chỗ thờ thì có thể dùng các thứ đôn, kệ để đặt đồ lên mà cúng vái. Lễ vật cúng Thanh Minh. Thanh Minh như một ngày giỗ chung của mọi nhà nhằm báo hiếu trả nghĩa cho người quá cố. Dù là đi làm ăn xa, ai cũng cố về thăm lại phần mộ của tổ tiên. Đây là dịp người lớn dạy bảo con cháu, dâu rể biết về mộ phần, tên tuổi, vai vế của tổ tiên. Đây là sợi dây vô hình nối kết con cháu dòng tộc. Khi cúng Thanh Minh, người lớn tuổi nhất trong gia tộc đi trước mang vàng hương, người trẻ tuổi đi sau đội mâm lễ, rồi thứ tự người già, trưởng nam, trưởng nữ, con cháu ruột nội ngoại, dâu rể. Người lớn thắp hương, sửa sang mộ phần, dâng hương hoa, vàng, nến. Con cháu theo sau để biết về gia tiên, dòng tộc. Khi đi, phải mang theo khá nhiều vật phẩm cúng lễ nhưng cũng không được phép nhờ người ngoài giúp vì điều này thể hiện lòng thành với tổ tiên. Khi kết thúc việc thắp hương và dâng lễ cho tổ tiên, mọi người sẽ dâng hương một vòng những ngôi mộ gần đó mà không có người tới thăm nom. Lễ cúng Thanh Minh có lễ chay hoặc lễ mặn. Lễ chay gồm nước, xôi, chè, oản, chuối, bánh trái, chai nước, gạo muối, bỏng, bơ, chén mật ong. Lễ mặn có thể là nước, hương, đèn, nến, trầu cau, rượu thịt hoặc chân giò gà luộc, khoanh giò nạc, hoa quả. Về vấn đề lễ chay hay lễ mặn, ngày nay có những quan niệm khuyên nên cúng bằng lễ chay vì như vậy thì sẽ không sát sinh nên vong hồn tổ tiên dễ siêu thoát hơn. Các bước cúng Thanh Minh. Trước tiên là lễ cúng sơn thần thổ địa, cai quản để xin quan thần linh thổ địa cho phép tảo mộ, chăm chút, phát quang, sửa sang, bồi bổ mộ phần. Sau đó là làm lễ khấn cầu cho vong linh người nhà được an nhàn yên ổn, siêu thoát, độ trì cho con cháu mạnh khỏe bình an. Nếu là mộ xây thì xin phép được bao sái mộ trí, sơn vẽ tu sửa phần bị hư hỏng. Với mộ đất thì xin phép làm sạch cỏ, đắp đất, tôn cao. Với tâm nguyện để mộ phát gia lộc mới thịnh vượng, để mộ tăng vượng khí thì sơn, giấy, hoa quả mộ thường chọn màu đỏ. Nếu đã đi cúng tại mộ phần thì phải thăm mộ tổ trước rồi mới tới các mộ xung quanh đó. Người chủ lễ thường là trưởng họ hoặc trưởng nam hoặc là người già nhất trong họ sẽ dâng hương, con cháu đồng tâm khấn vái. Trong lúc chờ hương tàn thì gia chủ đi đến phần mộ của gia tiên, thắp hương và khấn gia tiên để xin phép tu sửa, dọn dẹp cho phần mộ. Vì số lẻ tượng trưng cho cõi âm nên con số hương thắp lẻ thường là 1 hoặc 3, con đèn thì mang theo 2 cây đèn hoặc 2 cây nến vì thắp lên 2 ngọn đèn tượng trưng cho 2 vầng nhật nguyệt. Sau khi hoàn tất các việc, chờ cho hương cháy được khoảng 2/3 thì thắp thêm 1 tuần hương nữa rồi xin phép tổ tiên hóa vàng. Tiền vàng khi đã cháy thành tro thì lấy 1 chén rượu cúng dẩy vào giám tro và xin tài lộc về nhà để làm lễ gia thần gia tiên ở nhà. Nếu viết bài cúng ra giấy thì đọc xong đem hóa cùng với tờ tiền giấy vàng. Trong khi hành lễ cúng gia thần, gia tiên đều có 2 hình thức là vái và lễ. Đối với vái thì các ngón tay đan vào nhau, còn lễ thì 2 bàn tay áp vào nhau và đều đặt ngang ở trước ngực. Sau khi lễ vật được đặt lên bàn thờ, thắp nhang mới vái hay lễ. Người làm lễ sau khi đã châm lửa, kính cẩn dùng 2 tay dâng lên nén hương ở vị trí ngang trán, vái 3 vái rồi mới cắm hương vào bát hương. Nếu nhà không có điều kiện đi tới các phần mộ thì có thể cúng thanh minh tại nhà hoặc nhà thờ họ rồi chia lộc cho con cháu để thể hiện tình cảm anh em họ hàng máu mủ. Một số lưu ý khi cúng thanh minh. Cúng thanh minh phải vừa tiết kiệm, trang trọng, văn minh, xuất phát từ cái tâm, cái đức, giảm thiểu những thủ tục không cần thiết trong ma chay, xây lăng mộ, đỡ tốn kém cho con cháu, không cần phải xây mộ to đẹp, chi tiêu nhiều tiền để sắm vàng mã, di rời mộ. Tiết thanh minh, các gia đình có thể để tưởng nhớ tổ tiên, sum họp gia đình, bày tỏ lòng hiếu hạnh, thành kính sẽ tốt hơn là chi tiền mạnh tay để tỏ lòng thành kính bằng mê tín và tốn kém. Ngoài ra, lưu ý các gia đình ở xa khi cúng thanh minh không nên ăn đồ uống ngay mộ phần bởi các nghĩa trang âm khí nặng nề, nghi ngúi khót hương, tàn tro, bụi bặm nhiều. Tốt nhất là tảo mộ xong rồi tất cả trở về nhà sum họp, vừa vui vẻ vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiết thanh minh nhắc chúng ta nhớ về quê hương, cội nguồn là tài sản tinh thần vô cùng vô giá đối với mỗi cá nhân con người. Nếu không có điều kiện để trở về quê hương trong dịp tiết thanh minh này, xin hãy hướng về nơi thiêng liêng ấy bởi quê hương đi theo chúng ta suốt cuộc đời, in đậm dấu ấn trong từng nhân cách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.